Mấy ngày gần đây, cùng với các tỉnh phía Bắc, Hà Nội cũng phải đối mặt với đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè với nền nhiệt độ lên tới 39 độ C. Nắng nóng, nhu cầu giải nhiệt của người dân thủ đô tăng cao. Tuy nhiên, thay vì chọn cách đến bể bơi, thì nhiều người lại chọn Hồ Tây như một bãi tắm lý tưởng, bất chấp nơi đây đã có biển cấm tắm từ lâu. Nhiều khi thì đi là bố mẹ Vài ngày trở lại đây, cứ từ 17 giờ chiều, rất đông người dân lại đổ về Hồ Tây bơi lội để giải nhiệt. Tôi thì cũng thỉnh thoảng ra những ngày nó nóng quá. Nói chung là cái bản nhà thì cũng ngay gần hồ. Nó hơi nóng nên là muốn cho cháu ra cũng dạy cháu, cũng chưa vào các bể bơi và cũng chưa gia đình không có điều kiện để chưa có điều kiện thời gian để cho cháu ra các bể bơi nên là thử ra đây thử xem. Dù đã có biển cấm nhưng dường như mọi người đều phớt lờ. Những người đến đây đủ mọi lứa tuổi, thậm chí có những bậc phụ huynh cho con bơi lội mà không hề có sự kiểm soát. Mẹ cháu đi làm cho đi đến đây xong tí nữa mẹ cháu về đón ạ. Cháu để hai anh em cháu ra đây, anh cháu bơi một mình cháu thấy rất sợ ạ. Được ngâm mình dưới nước vào những ngày nóng bức là điều thích thú. Tuy nhiên cho trẻ bơi lội tự do tại những nơi nguy hiểm như thế này dễ dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Nhìn những hình ảnh này, có lẽ nhiều người đã hiểu vì sao mỗi năm trung bình Việt Nam có tới 11.500 trẻ bị tử vong do đuối nước, cao thứ hai trên thế giới và đứng đầu Đông Nam Á.